dù thằng Khoa nó có sai thì con cũng đừng như thế này chứ. Ai lại... Con đã nói với mẹ rồi, đấy chỉ là hiểu lầm. Con với anh Mạnh là chỗ đi lại làm ăn. Cái vụ nhà đất mà con chả kể với mẹ rồi còn gì. Là cái mảnh đất phía Tây ấy hả? Vâng. Thế nào rồi? Có phải của một mình con đâu, của chung mấy người ấy chứ. Đợt vừa rồi con với anh Mạnh phải đi lại với nhau để lo giấy tờ mua bán đất. Mẹ không thấy con khổ sở để đi xoay tiền với lo công việc à? Đúng. Đến mẹ lo tiền cho mày còn toát hết cả mồ hôi ra hả? Mẹ thấy chưa? Con thì căng thẳng để lo làm ăn, thời gian đâu mà ngoại tình. Mà vụ này ầm lên ý, cũng là do con dâu yêu quý của mẹ đấy. Nó chả hầm hè với con lâu rồi. Đợt vừa rồi bí quá, con có hỏi vay tiền thằng Đức, thế mà nó mỉa mai suốt. À, mà có khi nó vẫn điên, vụ mẹ bắt ghen nhầm ý. Rồi vụ thằng Đức cho con vay vàng. Rồi còn mấy cái vụ linh ta linh tinh từ ngày xưa ngày xưa. Cái hồi thằng Đức đưa nó về đây, mẹ có ưng đâu. Nhưng rồi nó cố tình chửa ếch cái bụng ra, nên mẹ phải đồng ý thôi. Sao con không thanh minh nói rõ cho thằng Khoa nó hiểu? Đùng đùng xách vali đi, người ta lại tưởng mình sai lè ra. Rồi, anh ấy đang nóng, còn nói cũng chả nghe đâu. Với lại còn với anh ấy cũng chán nhau lâu rồi. Nhân cơ hội này á, anh ấy làm quá lên thôi. Thôi được rồi, để mai mẹ nói bố con sang bên nhà người ta một chuyến, nói rõ cho người ta biết, chứ không người ta lại cứ nghĩ con thế này thế nọ. Rồi còn thằng Tôm thằng Tít, còn của nả nữa chứ. Ai lại ném con ra ngoài đường tay trắng như thế bao giờ? Hai đứa sau này dù có giải quyết với nhau thế nào thì con cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ vào, không có lại thiệt vào thân ấy. Cái như vậy này là sao đánh tôi hả? Chuyện đất cát tôi không gì nạn nhân, tôi cũng bị lừa cơ mà. Này, mày có vẻ có nhiều kẻ thù nhỉ? Đánh tiếp! Lấy cái điện thoại nói cho tao! Bỏ ra! Đại ca! Con lợn này! Con lợn này! Con lợn này! Con lợn này, nhìn đây, mày dám qua lại với vợ tao hả? Mày có muốn từ ngay mày đi bằng hai đầu gối không? Hả? Con lợn này, quá nhiệm! Đến giờ này mà chị vẫn chơi điện tử được. Bố mẹ thì từng này tuổi rồi phải sang nhà thông gia xin lỗi. Mình thì cứ nhởn nhơ chơi điện tử. Lương tâm chị không cắn rứt à? Phải sai thì mới cắn rứt chứ. Mà chị đã nói với mày rồi, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tại sao mày không tin? Cứ đẩy đi đẩy lại như thằng đàn bà ấy. Chỉ nghe cái con vợ ấy, nó xui khôn xui dại thôi. Em lạ gì tính chị? Chị mà oan là đợi đấy chị về đây. Như là... Mày... Cái gì? Bố mẹ. Thế nào rồi ạ? Thế nào bố? Mẹ, thế nào rồi? Còn thế nào nữa, sự thật một đằng, mày nói một nẻo, làm cho bố mẹ sang đấy nhục nhã không để đâu cho hết cả. Kìa bố, thì con đã nói là chỉ là hiểu lầm thôi. Mày bố. Mày cũng cãi à? Thằng Khoa, nó đã đến gặp thằng bồ của mày rồi. Nó trưng ra một đống ảnh mày hú hí với thằng bồ của mày. Nhục, không còn cái gì nhục hơn nữa. Anh Khoa có nói gì không bố? Còn nói cái gì nữa? Nó ném vào mặt bố mẹ một đống ảnh rồi nó bỏ đi. Nó có coi bố mẹ anh ra cái gì đâu. Còn bố mẹ nó ngồi tiếp khách mà chỉ cứ như trực đuổi khách đi ý. Nói câu nào cũng như đấm vào lỗ tai. Ông bà ấy bảo thằng Khoa nó cho mời luật sư rồi. Nó nhất quyết đòi ly dị. Sao ạ? Ly dị à? Phải.
điện thoại kia kìa. Ai đấy? Dạ, chồng con ạ. Mở loa ngoài lên xem nó nói gì nào. Dạ. Anh à, em đây. Cô nghe cho rõ đây này. Gia đình tôi không chấp nhận cái loại con dâu như cô. Mà cô cũng đừng bảo bố mẹ cô sang gặp bố mẹ tôi Thanh Nga, Thanh Minh là cái gì nhá. Mất thời gian. Em... Mà tôi cũng cấm luôn. Cấm cửa cô gặp các con. Cô có yêu thương người chúng nó đâu. Cái loại mẹ gì suốt ngày ba sàn nhá. Thích thì đẻ đứa khác vào nuôi. Mà này, cũng đừng mơ kiếm một xu nào từ thằng Khoa này nhá. Không có đâu. Này này này, anh vừa phải thôi nhá. Anh lấy cái tư cách gì ra để mà cấm tôi không được về thăm con? Anh chưa phải là ông Rời nhá. Tôi không phải ông Rời, tôi không có tư cách. Nhưng tôi có tiền, có bằng chứng. Cứ chống mắt đi mà coi nhá. Anh à, vợ chồng mình cứ từ từ thương lượng được không anh? Này, nó nói như thế có nghĩa là nó định cướp trắng à? Vâng. Ôi trời đất ơi. Mẹ. Còn trời đất ơi cái gì nữa? Cướp. Ngoài hai đứa cháu ra thì mày còn cái gì ở bên đấy nữa? Đẹp mặt, đẹp lắm. Mà hôm qua mày cứ thể sống thể chết làm tao tin mày. Nên tao với mẹ mày mới sang bên đấy, để bây giờ mới nhục nhã như thế này đấy. Ê chề như thế này đấy. Thật, không còn gì để nói nữa cả. Kìa bố. Mẹ.